Chương trình xin được gửi lời chào đến anh Trần Hoàng Sơn ạ. Xin chào chị Kim Thanh và quý khán giả đang nghe đài. Nhiều người có nói rằng là năm nay cái sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple là một cái sự thất bại, bởi vì không có cái gì mới cả ngoại trừ màu sắc, nâng cấp cái camera một chút xíu, rồi dung lượng bộ nhớ một chút xíu, chứ cũng không có gì hết. Đánh giá của anh là như thế nào? Quan điểm của tôi nghĩ là cái việc mà nó không hot thì có lẽ là một phần nó bị liên quan tới phần đại dịch là nhiều hơn. Đại dịch ảnh hưởng tới quá nhiều thứ, nên là cũng chắc chắn là những sự kiện như vậy là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Về cái việc mà nó không hot, iPhone mà nó không có nhiều tính năng nổi bật đó, thì thật sự cái này là những người quen thì cũng đều có thể dự đoán được cái chuyện này rồi. Tại vì cái chu trình mà của iPhone mà họ nâng cấp một cái phiên bản thật là gọi là làm mới hoàn toàn đó, thì thường nó phải là 4-5 năm họ mới làm một lần. Còn bình thường thì họ sẽ cứ thông thả cập nhật lên thêm một vài tính năng. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là, tức là nếu mà ai mà đã quen với lại iPhone rồi thì sẽ biết rằng khi mà cái iPhone mới ra mắt thì những cái mà người ta đưa vào trong đó thì lại thứ là cực kỳ mạnh so với lại cái cũ, luôn luôn là một cái sự nâng cấp nó gọi là nó vượt trội so với cái cũ nhiều. Mặc dù về lý thuyết là chỉ thêm một con số hoặc là số lượng camera chúng ta đếm thì nó cũng chỉ y như vậy, nhưng mà thật sự là bên trong cái camera thì nó là một cái bước thay đổi về mặt, nếu mà chúng ta không đi sâu về kỹ thuật thì chúng ta sẽ không thấy được, nhưng mà thật sự nó vẫn có những bước tiến rất là lớn. Chẳng hạn giống như ở đây anh thì nói sơ một cái nhỏ nhỏ là ít người chú ý rằng là ví dụ như là người ta nói là ở trên cái iPhone 13 này á, thì nó sử dụng cái bộ xử lý đồ họa nó là tới 5 nhân, là nó sẽ khác biệt so với lại cái 12 là chỉ có 4 nhân. Thì riêng một cái điều đó thôi, mình chỉ cần đếm cái số nhân thì mình đã thấy là nó tăng 25% rồi. Chưa nói tới việc là cái nhân mới này, tốc độ xử lý của nó còn nhanh hơn nữa. Thì cái mức mà gọi là vượt trội của nó sẽ hơn rất nhiều. Và lại anh thấy tính năng của camera năm nay cũng nhiều tính năng rất là đặc biệt và nhiều cái thú vị hơn. Nhưng mà đối với một người dùng thông thường thì có lẽ là nó cũng không có gì đột phá, đúng không ạ? Ở đây anh nghĩ là đối với một người mà đang sử dụng mà iPhone 12 thì cái này chắc chắn là anh nghĩ là có lẽ là phải tới 90% người là sẽ không có cần thiết phải đổi lên 13, thì đó là điều mà anh tin chắc. Còn nếu mà đối với một người mới bước vào mua thì anh thấy là nó tốt nhất của hiện tại rồi thì vẫn cứ thể mua thôi. Hoặc là mình đang xài iPhone 10 thì mình vẫn có thể là mình cân nhắc để mình nâng cấp lên được. 11 thì sẽ cân nhắc nhiều hơn tùy theo kinh phí nữa. Cá nhân của anh Sơn thì anh Sơn nhận định như thế nào về cái đợt ra mắt lần này của iPhone, về cái sự đổi mới của iPhone, về cái sự sáng tạo về chất lượng của nhà táo so với rất là nhiều cái thương hiệu về di động khác mà hiện tại họ cũng đã nổi lên rất là mạnh trong thời gian gần đây? Về cá nhân của Sơn thì thực sự Sơn cũng là một fan của táo, nhưng mà Sơn thì đánh giá năm nay nếu mà gọi là cái sự sáng tạo thì năm nay nó không có nhiều. Nhưng mà chủ yếu là ở bên đây thì họ đang là có những cái bước gọi là cải tiến trên cái điện thoại cũ với những cái công nghệ không phải là mới, không phải là đột phá. Nhưng mà những cái bước cải tiến của họ thì nó rất là chắc chắn và nó đem lại cái sự tin cậy cao. Thì đó là cái mình đánh giá ở cái dòng này. Chứ năm nay thực sự thì mình đánh giá nó gọi là về sáng tạo thì nó không có gì sáng tạo đặc biệt cả. Về chất lượng thì anh nghĩ là chắc là điều không cần phải bàn cãi là chip A15 ở trên iPhone 13 thì chắc chắn là hiện thời là không có đối thủ. Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều người sẽ cũng phải công nhận cái điều này. Bộ vi xử lý của iPhone rất tốt. Ngay cả trong cái tình huống mà nó cùng một cái sức mạnh đối với lại một cái bộ chip ngoài khác, thì cái việc mà hệ thống phần mềm bên trong của iPhone nó cũng sẽ kết hợp hài hòa hơn, mà nó sẽ đưa ra một cái kết quả vượt trội cho cái phần mà xử lý. Thì bộ xử lý thì đang làm rất tốt. Về những cái góc độ khác, ví dụ giống như là cái màn hình 120MHz thì là cũng là một cái bước gọi là đuổi kịp được những đối thủ khác. Ở đây chúng ta có thể nhớ là trên mạng cách đây 2-3 ngày khi mà iPhone vừa mới ra thì hãng Samsung cũng có những cái tweet trên Twitter của công ty toàn cầu là để chọc rằng là iPhone bây giờ cũng đã đua được theo kịp thì chúng ta rồi. Còn ngoài ra thì những cái tính năng khác thì anh thấy là vẫn có những cái mà mình là người dùng iPhone mình cảm thấy là nó đủ xài rồi, nhưng mà để mà so với lại những cái tiến bộ của các hãng khác thì không bằng. Nếu mà gọi là so về một vài cái tính năng riêng lẻ nào đó, ví dụ giống như camera thì năm nay là nâng lên thành là zoom 3x, nhưng mà từ nhiều năm trước thì đã có những hãng là zoom tới 12x hoặc zoom tới 40x thì nó đã có từ rất lâu rồi.
hoặc là năm nay có thêm cái camera để chụp macro, là tức là chụp cận cảnh những cái vật thể nhỏ. Thực sự là cũng đã có nhiều hãng đã làm những cái camera macro này rồi và còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà đó là chính là cái phong cách của nhà táo mà. Thực sự họ chỉ làm ra những cái mà đủ dùng, đáp ứng được cho số đông và họ làm thật tốt ở cái đó. Thì đó là cái mà khiến họ vẫn còn thu hút được nhiều người dùng. Ngày xưa cũng có một cái hãng điện thoại mà phải nói là lừng danh luôn, và người ta nghĩ nó cũng là một cái đế chế rất là lớn, không thể nào mà sụp đổ được. Em biết phải nói về ai? Dạ, nó cũng có những cái nguyên tắc rất là riêng và không có theo trào lưu, không theo số đông, nhưng mà cuối cùng chính điều đó đã giết chết cái đế chế đó. Thì anh Sơn đánh giá Apple riêng về dòng điện thoại của họ thì như thế nào? Bởi vì không phải là chỉ có năm nay mà một loạt nhiều năm nay người ta đã bắt đầu than phiền không còn sự sáng tạo, không có gì mới mẻ, không đặc sắc nữa. Thực sự là cái vấn đề này đó là một cái chuyện dài khác. Cái của bác Steve Jobs để lại và cái mà bác Tim Cook đang phát triển hiện thời, thì tôi nghĩ rằng họ cũng vẫn có thể yên tâm với cái việc phát triển này trong một thời gian khá dài nữa. Tại vì cái thông tin này thì chắc là cũng nhiều người đã biết rồi, tức là trong cái năm đại dịch vừa qua thôi, Apple đã tăng cái mà vốn hóa của họ lên thêm cả 1.000 tỷ. Ngay giữa đại dịch mà họ vẫn có thể tăng được, thì cái việc mà chúng ta thấy là cái quy trình phát triển của họ vẫn đang là có cái đà rất là vững chắc. Như Sơn đã nói là cái của họ bám vào cái việc là họ xây dựng những cái mà nó thật là chắc chắn để họ phát triển. Dĩ nhiên là về phần sáng tạo thì chúng ta vẫn đang rất là mong họ sẽ có ra những cái sáng tạo mới, nhưng mà họ đang đẩy ra nhiều cái lĩnh vực khác và họ thiết lập thành một cái dạng giống như là một cái hệ sinh thái rồi. Và hệ sinh thái này thì mỗi lúc nó càng phát triển thật là lớn. Như chúng ta đã thấy là cái việc mà cái đồng hồ mặc dù ít người để ý tới, nhưng mà thực ra là cái mảng đồng hồ là hiện tại là đang cái mảng mà gọi là doanh thu mà cực kỳ lớn của Apple. Doanh thu của đồng hồ của Apple hiện thời là Sơn nghĩ là, không phải Sơn nghĩ mà tức là Sơn nhớ rằng Sơn đã đọc cái số liệu nói rằng là nó là chiếm tới mấy chục phần trăm cái thị phần mà thiết bị đeo tay các thể loại trên toàn thế giới rồi. Tức là chỉ riêng cái phần mà doanh thu của nó đã ăn hết những cái hãng đồng hồ mà cả trăm năm tuổi, là nó đã vượt qua hết. Thì họ vẫn cứ phát triển để dựa trên những cái tinh thần đó, những cái thiết bị phụ trội, giống như những cái app mà cộng đồng mạng hay sử dụng để đổi cái khuôn mặt, mà muốn ngon thì phải mua cái phần mềm hay là thêm cái gì đó. Thì tất cả những cái thứ đó đều đã đóng góp cho họ ra một cái việc mà doanh thu lớn để mà họ tiếp tục họ phát triển. Khi mà họ có một cái khoản tiền lớn rồi thì họ vẫn sẽ đầu tư ngược lại để họ phát triển. Nên là tôi nghĩ là nếu mà trông đợi vào cái việc là họ sẽ sụp giống như hãng kia thì sẽ còn khá là lâu mới tới cái giai đoạn đó. Tại vì hiện thời cái vị thế của họ đã vượt quá xa so với lại những cái thời kỳ hồi trước rồi. Dạ, một câu hỏi sau cùng nữa, thì ở góc độ cá nhân của anh Sơn thì iPhone ở số mấy, thì bây giờ tạm quên đi phiên bản cũ và mình update liền cái số 13 đây ạ? À? Thực ra nếu mà để bạn nghĩ thì là từ số 11 cũng bắt đầu có thể nghĩ sơ rồi. Đặc biệt là nếu mà 11, anh nhớ hình như có một lần ở một chương trình khác thì anh có nói là 11 với 12 thì là đã là nên cân nhắc. Tại vì cái 11 trên thì nó là cái màn hình, nó là màn hình LCD, nó không có được tốt bằng, thì cũng vẫn nên nâng cấp. Còn dòng Pro thì là có thể là suy nghĩ nhiều hơn. Còn iPhone 10 thì cũng là đã nâng cấp rất phù hợp. Tại vì trước iPhone 10 thì nó lại là iPhone 8. iPhone 8 thì nó lại có một cái đặc điểm riêng của iPhone 8, đó là nó vẫn còn giữ được cái nút Home. Rất là nhiều người vẫn còn thích nút Home hơn là Face ID. Đặc biệt là trong cái thời buổi mà đeo khẩu trang này, thì cái việc mà giữ cái nút Home có thể là nhiều người vẫn còn thích dùng. Thì tức là cái này nó là theo cái gọi là về cách sử dụng thì sẽ vẫn thích dùng iPhone 8. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà 10 mà vẫn còn đáng để nâng cấp thì 8 là nâng cấp là chuyện bình thường. Chỉ có điều là mất nút Home đó thôi. Cái việc mà níu cái khéo lại chỉ là cái nút Home thôi. Vâng, cảm ơn anh Trần Hoàng Sơn rất là nhiều vì đã chia sẻ cho các thính giả những thông tin thú vị ạ. Cảm ơn anh. Dạ, xin chào tạm biệt.